Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ review hai bộ phim quái nhân Deadpool siêu tấu hài này nhé. Mở đầu phim, một người đàn ông trong bộ quần áo đỏ đen bó sát, vác hai thanh kiếm sau lưng đang ngồi taxi. Sau khi nghe lời bộc bạch chuyện mọc sừng của tài xế, cuốn hết lòng an ủi và phát biểu những chân lý tình yêu hùng hồn. Vâng, đây chính là vai chính của chúng ta, Deadpool, một dị nhân đang trên đường đi tìm kẻ thù, nhưng bỏ quên túi đạn ở nhà, và quỵt luôn cả tiền taxi. Anh ngồi đong đưa chân trên thành cầu, vẽ tranh và nhún nhảy theo bài nhạc anh yêu thích. Còn không quên dán tên mình lên để phòng mất cắp. Trong lúc đó, vai phản diện Fancy đang đến điểm hẹn gặp đối tác. Tuy lượng hàng không đủ nhưng gã không sợ hãi, ngược lại còn đe dọa bóp cổ đối phương, bởi Fancy cũng là dị nhân, có sức mạnh vượt qua người thường. Deadpool cuối cùng cũng đợi được đoàn xe của hắn. Anh thả mình từ trên thành cầu nhảy vào chiếc xe đầu tiên. Tài xế bất ngờ lạc tay lái khiến một đồng bọn văng ra ngoài. Anh đưa bức tranh xấu như chó của mình ra truy hỏi tung tích Fancy, mọi người bắt đầu lao vào đánh nhau. Một tay lái mô tô đuổi theo, Hun đạp một tên trong xe bay ra hạ luôn hắn. Gã vừa nãy trèo lên được định lấy súng bắn anh, Hun liền nhanh trí phanh gấp, nhét gạt tàn lên trán và miệng gã. Một chiếc khác chạy lên, không màng đồng bọn mà nổ súng. Anh đánh lái vô lăng làm chiếc xe lật tung trên không trung. Trong lúc lộn cái đồn lầu còn không quên chụp đầu một gã lái mô tô lôi theo. Anh không nhớ mình có bỏ sót tên nào không nhỉ? Kết quả là một tên bay đầu, một tên nát như tương. Cả con đường cao tốc lập tức ùn tắc trầm trọng. Tại trường Xavier, dành cho những học viên có năng lực đặc biệt Colossus đang ăn sáng, thì trông thấy tin tức. Ông gọi cô học trò Negasonic, cả hai lái chuyên cơ đến hiện trường. Trong khi đó ở đại lộ, người dân la hét chạy trốn, Hun từ từ mở cửa xe. Còn chưa nói gì đã bị nã đạn tới tấp, anh chỉ có 12 viên đạn. Sau khi lắm mồm một lát, liền lộn nhào trên không bắn ra hai viên đạn hạ hai gã xấu này. Một gã lái mô tô chạy đến bắn anh lủng một lỗ ở cánh tay. Anh bắn trả ba viên nhưng đều trượt tất và để hắn chạy mất. Hun chạy qua làn mưa đạn, nằm dài chờ một tên cầm súng xuất hiện, nổ phát đạn thứ 6 kết liễu hắn ta. Hai tên khác vừa rút chốt lựu đạn đã bị anh bắn một phát nổ cái đoàng. Anh tung tăng nhảy nhót bung lụa, thế là ăn một viên kẹo đồng găm thẳng vào lỗ đích. Hắn tưởng Hun đã chết, nhưng không ngờ người chết lại là hắn. Vì quá tức nên đã tặng cho gã thêm vài viên nữa. Một nhóm thuộc hạ Fancy tấn công Hun. Anh tung người dùng viên đạn cuối một phát bắn xuyên táo ba tên này. Hun nhảy chân sáo đi tìm Fancy nhưng không thấy đâu. Trong khi gã dị nhân ban nãy bị bắn không chết, lại đứng dậy lôi ra hai con dao gọt táo lao đến. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hun rút kiếm ra xiên que. Nói về nguồn gốc của mối thù này phải bắt đầu từ 2 năm trước. Wayne Wade vốn là lính đặc nhiệm đã giải ngũ. Sau khi trở về, anh làm ăn lương thiện với công việc đánh thuê. Ai thuê thì đánh, đột nhập vào nhà một người lạ. Giải quyết gọn một tên dao bi ra chuyên theo dõi mấy em gái chân dài. Còn nhắc nhở sẽ đá vỡ mõm cậu ta nếu còn đi nhìn trộm gái nhà lành. Sau đó thân thiện trao cho cậu ta một cái hôn. Trong lòng mấy cô nàng xinh đẹp, Hun chính là anh hùng của họ. Nhưng anh biết mình chẳng qua là một kẻ xấu tiêu diệt kẻ tệ mà thôi. Như thường lệ, Wade lại đến quán bar của bạn thân Weezer. Ở đây có một bảng đấu sinh tử Deadpool dành để cá cược mạng sống của mọi người trong quán. Vừa vào, anh đã gọi một ly nước thường dành cho gái bán hoa để chơi trò ném đá giấu tay, mang tặng cho tên béo rồi giáng họa cho anh da đen làm anh ta bị đánh bầm dập. Cũng tại đây anh đã gặp được tình yêu sét đánh của đời mình, cô nàng Vanessa, người thay đổi cuộc đời anh Hun ngáo. Nàng nói mình là cô gái kinh doanh vốn tự có, cũng do dòng đời xô đẩy mà thôi. Cô nói mình từng bị ông chú quấy rối tình dục, đúng là đáng lòng cho anh thanh niên. Anh lấy số tiền trong túi cộng thêm một tấm thẻ ăn, để đổi lấy 48 phút vui vẻ đêm nay với nàng. Đúng là vui vẻ thiệt mà, cả hai chơi ném bánh vào lỗ Wade còn chất đến nỗi mang đống giấy thưởng đi đổi quà. Sau đó lại lấy quà tặng đổi thêm 3 phút nữa bên nàng. Tính ra bây giờ mới được trả công lại xứng đáng nè. Cả hai lao vào cùng nhau tập thể cho giãn gân cốt. Từ lễ tình nhân, Tết Nguyên Đán cho đến Halloween, từ tóc ngắn mà mới đây đã dài mượt mà, trở thành cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc nhất trên thế gian. Vào dịp Giáng sinh nọ, khi anh lấy hết dũng khí nói lời cầu hôn và nàng dĩ nhiên là đồng ý rồi. Wade vui sướng ôm lấy người đẹp, trao cho nàng nụ hôn. Sau đó chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng đời là một chuỗi tai họa bất tận, chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi như quảng cáo. Khi chuẩn bị tập thể dục cùng nhau thì bất chợt anh ngất xỉu. Cả hai đến bệnh viện và biết được anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Điều này như sét đánh ngang tai. Trong khi Vanessa luôn tính kế hoạch A, B cho đến Z để cứu lấy anh, mong bác sĩ có cách kéo dài mạng sống cho anh. Còn Wade chỉ muốn tranh thủ những giây phút còn lại, có thể ngắm nàng thật lâu. Khoảng thời gian sau đó, hai người vẫn yêu thương nhau. Nhưng Vanessa luôn trong trạng thái u buồn. Nàng không muốn Wade rời xa mình, và nàng sẽ bên cạnh anh dù có bất cứ khó khăn gì. Tối hôm đó, anh lại đến quán rượu và khoe tấm ảnh chụp chung với người đẹp. Anh bạn thân xin tấm ảnh của Wade làm kỷ niệm. Sau đó anh đến gặp một khách hàng lạ mặt, gã bảo mình là nhà tuyển dụng của một tổ chức. Chẳng những có thể trị hết bệnh ung thư của anh, mà còn biến anh trở thành siêu anh hùng có năng lực phi thường.
Đa cấp nghe hay đấy nhưng chắc Wayne tin. Anh chỉ cười và nói khi nào cần sẽ liên lạc ông ta, mãi cho đến lúc về nhà. Nhìn tình yêu của mình đang ngủ, Wayne trằn trọc không yên. Bây giờ anh đã có người muốn chăm sóc, nên dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, anh cũng muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Thế là anh tìm đến địa chỉ hắn ta. Wayne bị bó chặt tay chân trên giường bệnh, trên đường được đẩy vào trong. Anh chỉ nghe thấy toàn tiếng la hét. Có những người trên lưng mọc đầy gai, có người thì thoi thóp chờ chết. Đến nơi, Wayne được đón tiếp bởi một người phụ nữ xinh đẹp tên Angel, vô cùng bạo lực. Người bình thường sẽ rất sợ hãi, còn Wayne chỉ có mỗi dây thần kinh giỡn nhây chọc tức kẻ đảm nhiệm các ca bệnh á rắc. Hắn tiêm huyết thanh siêu chiến binh vào người của Wayne, sau đó đẩy người bệnh đến căng thẳng cực độ. Quá trình này vô cùng đau đớn, bắt đầu chuỗi ngày bị giam trần truồng trong lồng sắt, bị treo lên đấm như bao cát và nhốt phun trong hòm nước đá. Anh chỉ có hai con đường, một là đột biến có siêu năng lực, hai là đi ngủ làm bạn với run đất. Khoảng thời gian thư giãn, Wayne nói chuyện cùng bạn giường bên cạnh. Ông ta nhắc đến gia đình mình, làm anh nhớ đến tình yêu Vanessa của anh. Vì để kéo dài thời gian cho ông bạn đó, anh không ngừng châm chọc á rắc. Cuối cùng cũng làm hắn chú ý khi đánh vần tên thật của hắn là Francis. Francis đã quyết định chơi chiêu cuối, nhốt anh vào trong lồng kính. Wayne ngỡ ngàng khi biết được đéo có siêu anh hùng nào ở đây cả. Thực chất hắn biến người bệnh thành dị nhân, gắn vòng cổ và bán đi làm siêu nô lệ. Nơi mà họ bị điều khiển sát hại người dân, tham gia chiến tranh. Wayne ghé vào tai hắn, nói thật mày có cái gì dính ở răng kìa. Francis mới là kẻ vô cùng tức giận, hắn đóng lồng kính lại rồi rút hết oxy bên trong. Thiếu không khí khiến anh căng thẳng tột độ. Cả người không ngừng co giật, kinh khủng hơn là da rẻ dần nhăn nhúm lại. Vô cùng đau đớn và xấu xí. Nhưng không ngờ là Wayne đã vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng và dậy thì thành công. Hắn nói cơ thể anh giờ đây có thể tự chữa lành các tế bào ung thư. Nhưng tác dụng phụ là gương mặt đẹp trai ngày nào giờ đã trở thành quỷ dữ. Azak quyết định lần nữa nhốt anh vào buồng chân không. Wayne tức giận đập đầu mình vào Angel. Và đó cũng chính là sai lầm lớn nhất của Francis. Sau khi bọn chúng đi hết, anh lấy được que diêm vừa cướp được trong miệng Angel khi nãy. Dùng ngón cái quẹt ra một mồi lửa nhỏ làm nổ tung cả phòng thí nghiệm. Hắn ta vội chạy đến dập lửa, kinh hoàng nhìn thấy người trong lồng đã biến mất. Wayne từ trong đám lửa xông ra đánh hắn ngã sấp mặt lợn. Nhưng Francis cũng là một dị nhân, rất nhanh đã đứng lên đánh trả. Cả hai dùng bình chữa cháy phang nhau. Anh xé áo rách tả tơi của mình ra lao tới đấm hắn không kịp đỡ. Nhưng ngay lúc này, Azak bảo mình là người duy nhất có thể chữa lành cơ thể xấu xí cho anh. Wayne lập tức dao động bị hắn đánh trả. Sau đó ném anh ra xa. Cuối cùng hắn ta lại cắm một thanh sắt vào người Wayne. Ghim cố định anh lên sàn rồi bỏ đi, căn phòng chìm trong biển lửa. Mọi thứ bắt đầu đổ sập, người bạn buồng bên cạnh đã gọi Wayne. Hôm sau Wayne bỏ lên từ đống cho tàn. Thì ra anh còn có cả năng lực tái tạo lại tế bào. Hôm sau anh đứng từ xa quan sát người đẹp Vanessa. Trong lúc âm thầm đi theo nàng, anh phải hứng chịu mọi ánh mắt của người dân. Họ xem anh như một con quái vật. Anh không đủ dũng khí đối mặt với người đẹp. Đành bỏ đi đến quán rượu tìm bạn thân. Guizer thậm chí còn nghĩ là anh làm quá, cho đến khi nhìn thấy gương mặt thật của Wayne. Thứ mà Guizer bảo trông như một quả bơ héo, gập ghềnh như bản đồ địa hình. Anh nói rằng mình sẽ tìm Francis để chữa lành gương mặt. Bạn thân đề nghị anh nên tìm một bộ đồ che lại cơ thể xấu xí. Và chọn một biệt danh thật ngầu. Wayne vô tình nhìn lên bảng cá cược, quyết định lấy cái tên Deadpool. Sau đó anh dùng vải trắng thiết kế cho mình bộ đồ như xác ướp Ai Cập. Bắt đầu tìm kiếm hắn ta bằng cách đi khắp nơi, xử hết bọn tay chân của hắn ta. Sau những cuộc thanh trừng đầy máu me, anh phải đến phòng giặt đồ cho sạch. Một bà lão mù chia sẻ kinh nghiệm dùng nước tẩy và chanh, hoặc mặc đồ đỏ đi thẳng đần. Thấy có lý, Wayne liền design một bộ cánh mới màu đỏ. Mỗi ngày chỉ có việc đánh đấm đàn em của Francis, tấn công những địa bàn làm ăn của hắn. Bất chấp địa điểm là phòng làm việc, kho bãi hay nhà vệ sinh, giới tính nam hay nữ. Cảm thấy ranh giới mờ nhạt quá nên bắn luôn cho lẹ. Tấm bảng những tay chân của Francis bị giết đã gần đầy. Cuộc truy tìm bắt đầu khả quan hơn khi anh tìm được tay đại diện Smith. Vừa nhìn thấy Wayne, gã đã chột dạ chạy mất dép. Hắn bị anh bắt được và chính thức hưởng dương lúc đó. Cuối cùng anh đã tìm ra tên khốn Francis. Và chúng ta Wayne lại đoạn đầu, sau khi xiên que gã kia và xé xác hắn ta. Deadpool cũng đuổi theo chiếc mô tô đang chạy. Deadpool tung người lên phóng thanh kiếm chặn đầu xe của hắn, khiến Francis bay ra xa nằm một đống. Còn chưa đợi gã đứng lên, anh đã đi đến canh góc đá Benanti, sau đó học theo CG7 suốt hắn ta liên tục, khiến Francis đéo nhận ra mình là ai. Sau đó ghi một kiếm vào ngực hắn. Ngay lúc này anh tiết lộ thân phận cho hắn ta biết mình là ai. Sắp cho Francis một đấm, thì anh lại đụng trúng củ khoai sắt của gã người kim loại to con. Colossus nhẹ nhàng ném Deadpool bay ra xa. Anh to con lại bắt đầu giảng đạo đức và giáo dục công dân lớp 6, mục đích là chiêu bộ Deadpool về làm thành viên trong biệt đội X-Men. Trong lúc nói chuyện anh vẫn tranh thủ đấm vào mặt Francis, lại dùng một cái nắp cống ném vào đầu hắn ta. Pool nói mình không giết ai cả,
Trong lúc giải thích mình là người tốt làm việc tốt thì thằng Fenset nhân cơ hội trốn thoát con mợ nó luôn. Wade rất bất ngờ và tức giận, nhảy đến đấm Colossus đổi lại gãy một cái tay. Thử đấm vào chỗ hiểm thì gãy luôn cái tay thứ hai. Nhìn như khủng long T-Rex nhỉ. Sau đó anh lại quay lại đá vào Colossus thì cũng gãy chân con mợ nó rồi. Vừa đứng dậy thì bị người sắt tán cho sắt mặt. Deadpool bị người sắt khóa tay và bị lôi đi. Anh đành hy sinh bàn tay mình rồi nhảy xuống xe chở rác bên dưới. Để lại bàn tay ký hiệu Fox Du cho người sắt. Anh trở về nhà bà lão mù Magu. Kể từ hôm ở tiệm giặt ủi anh đã xin ở nhà bà ấy. Vì người mù sẽ không nhìn thấy gương mặt nhăn nheo của Wade. Tối hôm đó, anh vươn bàn tay sơ sinh mới mọc sờ vào mặt bà lão. Tâm sự rằng không biết có nên nói sự thật với người đẹp. Magu an ủi nói vẻ bề ngoài không phải là tất cả. Tình yêu là mù quáng, đổi lại một câu phũ phàng. Bà mù thì có. Fenset trở về với bộ mặt bầm dập, hắn nhờ Angel khâu lại vết thương cho mình. Sau hắn lại lên kế hoạch trả thù. Cả hai tìm đến chỗ Weezer tra hỏi tung tích Deadpool. Nhìn thấy bức ảnh Deadpool chụp cùng Vanessa. Ả ta túm lấy cổ Weezer, may mà có khách trong quán vác súng hỗ trợ. Nên bọn Fenset mới bỏ đi. Anh liền gọi điện báo cho Wade, hai người đi đến quán bar tìm Vanessa. Đúng là nơi này chỉ hợp với những người trên 18 tuổi mà thôi. Nàng thơ của anh vẫn xinh đẹp như xưa, bốc lửa còn hơn cả Ngọc Trinh. Vì thế dũng khí của anh đều bốc hơi mất tiêu. Anh chạy vào nhà vệ sinh tự trấn an bản thân. Lúc này bên ngoài Vanessa nhận được tin bạn trai Wade về. Vui mừng chạy ra giữa trời mưa. Nhìn thấy một người đàn ông đội nón, tưởng là người mình yêu. Nhưng không ngờ hắn chính là Fenset. Nàng bị hắn đánh ngất và mang đi. Wade đi ra chỉ tìm thấy cái ví của bạn gái. Wade tức giận trở về nhà. Nhận được tin nhắn từ Fenset, Weezer và Magu chuẩn bị cho anh được 3.000 viên đạn. Và vô số súng ống trang bị cho anh tận răng, vài cuốn tạp chí trai đẹp nữa. Deadpool đòi luôn khẩu súng trong tay bà lão. Anh còn nói cho bà lão biết 116 cân mai thúy dưới giường ngủ của bà. Chuẩn bị xong hết thì Weezer tuyên bố bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo. Wade chỉ còn cách đến biệt thự tìm hai thành viên X-Men nhờ giúp đỡ. Với điều kiện xong việc sẽ gia nhập vào đội này. Cả ba chen chúc trên chiếc taxi đầu phim. Trong cốp xe lúc này còn có vị tình địch của anh tài xế. Anh tài xế nói mình đã xử lý tên tình địch. Deadpool cảm thấy rất tự hào về việc làm này. Khi đến nơi cả ba bước đi cực ngầu. Cho đến khi Deadpool nhận ra có gì đó sai sai ác, thì ra mình lần nữa quên túi vũ khí con mợ trên xe nó rồi. Wade gọi cho anh taxi nhưng vì một số sự cố nên đã không bắt máy được. Thôi đéo cần chiến luôn sợ gì. Trước mặt thì quân lính đã dàn trận chĩa súng vào cả đội. Fenset thách thức Deadpool đọc tên mình. Angel là một cú nhảy đáp đất siêu ngầu như chưa từng đi cầu. Wade bảo chắc chỉ có Colossus mới ăn được thôi. Nhưng chưa gì ông ta đã bị đấm văng ra xa. Negasonic thì bận coi sẽ gầy mà không quan tâm. Sau đó cả người bốc lửa tông Angel dính vào container. Ả ta ra lệnh quân lính nã đạn. Deadpool kéo Negasonic đi né đạn. Colossus không sợ súng đạn ông liền ném bánh xe hạ gục hai tên lính. Angel rất mạnh mẽ đẩy người được cả ông chú to lớn. Người sắt liên tục đấm vào người Ả ta. Dù bị khống chế nhưng Ả ta vẫn quật Colossus ngã xuống. Và tặng thêm một vài cú đấm khuyến mãi khiến người sắt tơi tả. Bên này Deadpool xé vội kéo chiếc quần lót trắng làm cờ đầu hàng. Bảo bọn chúng rút lui sẽ tha mạng cho. Đáp trả lời đề nghị nhẹ nhàng tình cảm đó là một cơn mưa đạn. Pun hết cách rút hai thanh kiếm chém tùng lum khiến bọn chúng tử thương vô số, rồi còn phóng dao vào một tên. Kế tiếp nhảy lên chém bay thủ cấp một gã dùng làm quả bóng. Rất nhanh Pun đã đánh sâu vào trong, hạ gục từng tên một. Negasonic cũng đẩy một chiếc xe đè bẹp hai tên lính. Deadpool vừa định chém xuống thì nhận ra bạn cũ. Thăm hỏi vài câu xong cũng đưa anh ta lên đường. Bên này người sắt đã chiếm thế thượng phong ném Angel bay xa. Sau đó đi lại kiểm tra thì thấy Ả ta lộ hàng khủng. Trong lúc phân tâm thì bị Angel đấm vỡ tan hai viên trứng rái. Pun nháo keo chó dùng xác lính đặc nhiệm xếp thành tên của Fenset. Gã đứng bên trên trông thấy tức sôi máu. Lại cử lính ra bắn anh. Negasonic làm cho Pun tấm đệm sắt. Dùng năng lượng bùng phát đưa anh bay lên trên. Nhưng tiếc là chỉ được nửa đường. Pun vừa trèo lên được. Fenset đã đặt Vanessa vào buồng chân không. Người đẹp trách anh đã bỏ mặc mình. Fenset mang đôi diều chiến ra khoai mẽ với Pun. Anh cũng lôi hai cây kiếm ra đáp trả. Anh nhanh chóng né cú đánh của hắn và xoay một vòng trên không phóng một kiếm phá hỏng buồng chân không. Vì chỉ còn một kiếm Deadpool liền mất ưu thế. Bị hắn chém một búa vào lưng và đánh tới tấp. Pun chụp một chiếc diều của tên biến thái lại. Đâm kiếm ghim chân hắn vào container, dùng diều cắt đứt thanh kiếm. Hắn ném diều bị Deadpool chụp được ném trả lại. Mất hết vũ khí cả hai lao vào đánh tay đôi. Đúng là trận chiến của hai thằng đần mà. Đánh hoài không biết nào mới chết. Fenset rút dao ra xiên vào đầu Deadpool và không ngừng đấm vào đầu anh. Vanessa trông thấy rất đau lòng đã tự mở trói. Dùng tay không rút thanh kiếm ra. Cô lao đến đâm vào người Fenset rồi ngã xuống. Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói yêu anh thật lâu.
xung quanh hoa nở chim hát âm nhạc lãng mạn. Nhưng Francis đã túm cổ ném nàng đi. Deadpool ngồi dậy gỡ con dao đang cắm trong đầu ra. Bên dưới Angel đang dùng dây thừng siết cổ Colossus. Negasonic thấy vậy liền dùng năng lượng lửa bay đến bùng một tiếng đánh bay ả ta. Còn làm nổ tung cả bãi phế liệu khiến cho bên trên cũng bị chấn động rơi xuống. Wayne giữ được Vanessa còn gã Francis bị container tông ngã văng xuống dưới. Deadpool đỡ nàng vào lồng chân không. Trước khi sụp đổ đã dùng hết sức ném chiếc lồng kính ra xa. Còn mình thì bị chôn vùi trong đống đổ nát. Colossus cả Negasonic đến mở buồng chân không cho Vanessa. Cả ba người nhìn lên thấy Wayne và Francis vẫn đang đấm nhau trong đống đổ nát. Deadpool ngồi lên người hắn đấm liên tục đến mỏi cả tay. Anh yêu cầu hắn sửa mặt lại cho mình. Nhưng Francis cười khẩy bởi vì tất cả chỉ là một cú lừa mà thôi. Wayne giận tím người rút súng chĩa vào đầu hắn. Colossus lại xuất hiện nói đạo lý. Buông hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nghe nhức đầu quá nên anh tặng cho Francis một viên giữa trán. Khiến Colossus nôn mửa. Deadpool nói mấy thằng biến thái này, cho nó đi sớm một chút để em nó còn đầu thai kiếp khác. Người đẹp bước đến gặp anh. Nàng tức giận đấm cho anh hai phát hỏi vì sao lại bỏ rơi mình. Xém xíu là đánh trúng thằng em của Pun rồi. Wayne nói xin lỗi nàng. Những năm qua anh thật sự gặp nhiều khó khăn và anh rất nhớ em. Đáng lẽ anh phải tìm nàng sớm. Nhưng sau lớp mặt nạ kia là gương mặt xấu xí. Vanessa nhẹ nhàng cởi bỏ lớp mặt nạ của anh. Wayne vẫn còn một cái mặt nạ giấy. Tóm lại là nàng chấp nhận mọi thứ xấu xí của người mình yêu. Anh nói dưới bộ đồ là hàng khủng siêu chất lượng luôn đó nha em yêu. Hai người không kiềm lòng đã trao nhau nụ hôn nồng cháy. Vậy là kết thúc phần 1 rồi. Chúng ta vào tiếp phần 2 nhé. Sau phần 1 thì phần 2 mở một khung cảnh buồn bã bao trùm. Wayne vừa hút thuốc vừa nghịch hộp nhạc, bật lên một bản nhạc buồn rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Trên tường tràn ngập hình ảnh của nàng thơ trong lòng anh Vanessa. Anh nằm vật ra trên 4.500 lít xăng, châm một mồi lửa cả cơ thể lập tức nổ tung. Nhưng liệu anh Vun của chúng ta có chết không các bạn? Chúng ta cần biết lý do hành động chán đời này đúng không nào? Chuyện bắt đầu từ 6 tuần trước, Vun đã dùng năng lực của mình trừ gian diệt ác, sờ mông bọn xã hội đen đầu gấu, lại vừa kiếm được tiền thì quá lợi đúng không nào? Từ Hồng Kông sang Sicily ngụy trang để giải quyết mafia, rồi lại đến Nhật Bản thăm băng đảng Yakuza khét tiếng. Còn đụng chúng anh Sumo, rồi nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Anh tấn công vào một tổ chức khét tiếng trong nước, Wayne vẫn theo phong cách cũ bắn loạn xạ, chém người này đốt người kia, nhưng cuối cùng vẫn để tên trùm trốn được vào phòng trú ẩn. Deadpool bắn chết tên thuộc hạ cuối cùng của hắn, rồi dùng tay mình lau máu trên camera. Anh chuẩn bị xông vào kết liễu hắn, đồng hồ chợt reo lên báo ngày kỷ niệm yêu nhau, còn bị đàn em của tên kia dí theo sát đít. Deadpool chỉ có nước vắt giò lên cổ chạy, bổ nhào vào taxi của anh người Ấn Độ. Anh taxi à taxi ơi vội lái đi, cả hai bây giờ đã thành bạn tốt của nhau. Anh taxi mong muốn được trở thành anh hùng giống như Deadpool để trừ gian diệt ác. Wayne trở về nhà. Vanessa đang ngồi đợi anh trở về. Wayne tìm đủ lý do để biện minh cho việc về trễ. Nhưng nàng đã sớm đi work trong bụng anh. Vanessa nhào đến ôm lưỡi Poon. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Họ cùng trao đổi quà kỷ niệm cho nhau. Anh tặng nàng một đồng xu game nơi đầu tiên hai người gặp gỡ. Còn Vanessa trao Wayne một món quà mà anh hằng mong ước. Nàng quyết định sẽ sinh em bé cho anh. Một nhà ba người hạnh phúc đầm ấm. Suốt cả đêm đó, họ vô cùng háo hức bàn về việc đặt tên cho con. Nàng nói là quan trọng bọn trẻ, chúng có cơ hội để trở nên tốt đẹp hơn chúng ta. Trong lúc Wayne nấu ăn, nàng vẫn đang vui vẻ tìm cái tên thích hợp, nhìn vợ mình cười nói đáng yêu lòng anh như nở hoa. Nhưng ngay lập tức Deadpool ngửi được mùi nguy hiểm, băng cướp vừa nãy xông vào nhà. Vanessa kịp lăn xuống ghế, còn anh cầm cái chảo đỡ đạn, sau đó dùng kệ dao bên cạnh tấn công chúng tới cấp, tha hồ cho Wayne bung lụa. Lúc này tưởng chừng đã an toàn, bất ngờ tên trùm xuất hiện giơ súng lên bắn Wayne. Anh phóng con dao cuối cùng vào hắn nhưng không may hướng đạn lại bay đến Vanessa. Nàng lập tức tắt thở không một lời chăn chối. Deadpool ôm lấy người đẹp đau đớn thét lên, sau đó căm giận tông vỡ cửa kính đuổi theo hắn ta. Lúc băng qua đường anh bị một chiếc xe tông vào, hắn ta nhân cơ hội đó lái xe tẩu thoát. Nhưng quả táo nhãn lồng xe hắn cũng bị tai nạn, Wayne chạy đến đụng mạnh vào xe khiến hắn văng ra ngoài. Sau đó anh ôm chặt lấy hắn cùng lao vào xe tải. Dĩ nhiên là Deadpool không chết, cơ thể bất tử này đồng thời cũng như là trừng phạt đối với anh. Wayne cắm cung ở quán rượu của Weezer, mỗi ngày đều uống rượu và xả lũ tại chỗ, nhưng đã có anh taxi lau dọn, anh ta giờ đã trở thành học trò của Deadpool, không thể để bạn thân cứ mãi như vậy. Weezer khuyên nhủ anh, Deadpool thấu hiểu trở về nhà bà lão mù, âm thầm mở sàn ra lấy đi một bịch mai thúy, Magu tưởng có người đột nhập nên đã móc súng ra, nhưng lại chỉ lộn hướng. Bà lão khuyên anh nên sống thật tốt, lắng nghe nỗi đau của mình. Nó chính là người thầy của cậu. Nỗi đau dạy chúng ta biết mình là ai. Đôi khi nó rất đau, ta thấy như sắp chết, nhưng ta không thực sự sống, khi trong ta chưa bao giờ chết. Tính nói tiếp thì Wayne đã mất tiêu rồi. Thì ra thằng đần đó chơi mai thúy, thế nên mới có cảnh nằm trên bom xăng như ở đầu phim.
Trong lúc mơ màng, anh trông thấy người đẹp Vanessa. Nàng vẫn như cũ ngồi trong nhà, nhưng luôn có một bức tường vô hình ngăn Wade đi đến. Người đẹp chỉ nói trái tim anh chưa đặt đúng chỗ. Âm thanh lò nướng kêu lên mang anh trở về thực tại. Lúc này Colossus đã đến nhà của Deadpool, gom hết mảnh vụn cơ thể của Pool về lâu đài X-Men. 3 ngày sau anh tỉnh lại, người sắt bảo anh cần một khởi đầu mới để quên đi nỗi đau, nên đã quyết định bắt anh gia nhập tổ chức dị nhân. Tại đây Wade gặp thêm cô bé tóc hồng, bạn gái của Negasonic. Colossus bắt đầu lật sách đọc các quy tắc của X-Men, còn chưa đến điều thứ hai anh đã biến mất. Wade điều khiển xe lăn đi khắp tòa nhà, liên tục bất mãn hãng phim keo kiệt chỉ mới được có 2 X-Men, còn bộc lộ ước mong được đoàn tụ với Vanessa. Người sắt tức giận ném anh ra khỏi xe. Dù vậy Pool vẫn từ chối tham gia. Colossus bóp cổ nhấc bổng anh lên, bảo Wade nên tìm ra kẻ thù thay vì tự hành hạ mình như thế. Anh nói có một thủ phạm đã chạy thoát, đó chính là anh. Deadpool có thể giết hết mọi thứ nhưng không thể giết bản thân mình. Người sắt an ủi rằng mình luôn xem Pool là bạn, và có lẽ X-Men mới chính là gia đình mà anh thuộc về. Lúc này Wade chợt nhớ đến câu nói của Vanessa, anh ôm chầm lấy Colossus đặt tay lên bờ mông Mỹ thật là rắn chắc. Trong khi đó ở một nơi đổ nát, cây bồ một dị nhân nửa người nửa máy đã trở về, từ tương lai để ngăn chặn kẻ gây ra cái chết cho vợ con mình. Sáng hôm sau, Colossus mang Pool đến trường học dị nhân để làm nhiệm vụ. Tại đây cậu bé Jasso Colin đang dùng năng lực lửa để chống đối lại nhà trường. Wade lập tức đến gần an ủi cậu bé bình tĩnh. Jasso tự xưng mình là nấm đấm lửa. Sau đó cậu bé liền dùng nắm đấm hất bay Negasonic. Deadpool một lòng muốn thuyết phục Jasso, nhưng cái tính chúa hề cứ làm anh vô thức bật cười. Cậu bé tức giận phóng lửa về phía Wade, anh né được và Colossus lãnh đạn. Wade rút súng muốn tiễn cậu bé về trời cho nhanh, nhưng suy nghĩ lại chỉ là thằng nhóc nên thôi. Anh đoán được cậu bé đáng thương đang lo sợ và cô đơn, muốn dùng sự đồng cảm để thuyết phục cậu bé. Nhưng nói nhiều quá nên bị Jasso hất văng lên lầu. Deadpool bực bội xé bỏ chiếc áo nhóm màu vàng phèn vãi đạn. Sau đó hạ cánh theo kiểu siêu anh hùng, anh nhanh chóng né đòn từ cậu bé. Anh ném chuôi kiếm vào đầu Jasso, làm cậu bé ngất xỉu. Lập tức anh nhận được cơn mưa pháo tay từ quần chúng, cảm giác làm anh hùng cũng thấy vui vui. Cảnh sát đeo vòng cổ hạn chế sức mạnh cho cậu nhóc. Hiệu trưởng đứng ra cảm ơn, Deadpool đã làm tốt chuyện này, còn lại để hắn lo liệu. Ngay lúc này Jasso cầu cứu anh, nói rằng ở đây không phải trường học mà là nơi bạo hành trẻ em. Wade lập tức đứng lên nói chỉ vài giây phút thôi là cậu bé có thể làm được anh hùng, nhưng lại không được là vì sao? Nói rồi anh làm một việc không ai dám làm, đó là bắn chết thầy giáo bên cạnh. Colossus bất ngờ lao đến ngăn anh lại, cũng giải thích cậu bé bị bạo hành, nhưng đối với người sắt mọi thứ đều cần quy tắc. Còn Wade chỉ cần là bảo vệ kẻ yếu thì chơi bẩn cũng được. Colossus vô cùng thất vọng về anh. Thế là cả hai bị đeo vòng cổ giam vào ngục băng. Đoàn xe tù tiến vào một nhà tù nằm sâu trong ngọn núi tuyết. Nơi đây là nhà tù giam giữ các dị nhân có siêu năng lực như Deadpool và cậu bé Jasso. Đi gỡ lịch cũng không quên tấu hài, cuối cùng bị bọn cai ngục trích điện. Vì bị khóa năng lực nên Deadpool bắt đầu cảm nhận được đau đớn. Các tế bào ung thư cũng dần dần hành hạ. Còn cậu nhóc Jasso không ngừng thề sẽ thiêu chết, rồi selfie với cái xác lão hiệu trưởng. Bắt đầu bằng việc cậu sẽ khiêu chiến với gã to nhất ở đây, đó là một con quái vật rất lớn. Cây bồ cướp xe của hai tên bợm nhậu, sau đó nhìn thấy tin tức trên thời sự, liền trang bị súng đạn đột nhập vào ngục băng. Trong tù Deadpool đang ăn cơm thì bị kiếm chuyện. Jasso nói vì hai người là bạn nên cậu ta sẽ bảo vệ anh. Jasso lôi cây dao tự chế từ bút chỉ ra tấn công hắn ta, chưa chi đã ăn một đấm ngất xỉu. Chúng đâm dao vào tay Deadpool, sau đó đánh anh ngã xuống, rồi cả đám lao vào đánh hội đồng. Wade mang bộ mặt xương hút về phòng giam, xin cậu bé hãy để anh được chết yên thân. Deadpool khuyên cậu bé đừng cố giết đứa to nhất, mà hãy làm bạn với nó. Sau đó cầm đồng xu trong tay nhớ về người đẹp Vanessa. Trong đêm đó cây bồ tấn công vào ngục băng, ném một đĩa bom làm nổ tung cả phòng hệ thống. Sau đó cầm vào dây điện đã mở khóa cho các phòng giam giải thoát các tù nhân. Các dị nhân thì hỗn loạn chạy trốn. Cây bồ xông vào đánh nhau với mấy anh cai ngục, khi đã giải quyết xong đám cai ngục liền cầm súng bắn nổ tung bồn giam của Deadpool. Cũng may Deadpool đã thoát ra ngoài và dắt cậu bé chạy trốn. Cây bồ phát hiện liên tiếp nã đạn về phía Deadpool. Anh dùng tấm sắt đánh bọn tù nhân mở đường cho Jasso chạy, nhưng lập tức bị hắn ta chặn đầu, thì ra người hắn muốn giết chính là cậu bé. Deadpool lao ra cố ngăn cản hắn ta ám sát cậu bé vô tội. Nhưng hắn ta rất mạnh, Deadpool không phải là đối thủ của hắn. Trong tình thế này Wade rất nhanh đã ngã xuống. Nhưng thay vì chạy, Jasso lại lao đến đâm cây bồ. Hắn đuổi theo cậu nhóc xuống dưới thì bị cai ngục ngăn lại. Lúc sắp bắt được Jasso, Wade bất chấp nhào ra ôm hắn nhảy xuống tầng dưới, khiến cả người anh bị bẻ cong, đồng thời chiếc vòng cổ cũng rơi ra ngoài. Cây bồ tỉnh lại, hắn bắn cậu bé rơi xuống đất. Lúc này Wade mở mắt tỉnh dậy, dùng thanh sắt chặn hắn lại. Quật hắn không kịp đỡ, anh còn tự giới thiệu mình là Batman. Sau đó lấy cây súng của gã, cây bồ dùng khiên chống đỡ nhưng cũng bị cường lực hất văng đi.
Deadpool vác súng lên vai đi vào tìm hắn ta. Hỏi lý do Cable muốn giết cậu bé 14 tuổi. Biết hắn đến từ tương lai nên tranh thủ hỏi thêm mấy câu cho vui. Cable nhanh chóng thu lại súng bắn lên chiếc lồng bên trên, cả hai giằng co khiến súng rơi ra. Bắt đầu dùng tay không đánh nhau, Wade lợi dụng lợi thế bất tử của mình, dùng cánh tay gãy xương để siết cổ hắn. Cable lấy dao khoai ra đâm vào người Wade, anh ôm hắn nhảy vào đống đổ nát. Sau đó hắn ta vung thiếu lâm quyền đánh bay anh, và lấy đi đồng xu bị rơi ra của anh. Wade mất bình tĩnh đòi lại, nhưng bị hắn xoay ngược ra sau bồi thêm một đấm. Cable chất vấn tại sao anh lại giúp cậu nhóc. Deadpool bảo anh không quan tâm đến Zatso, tại cậu ta cứ đeo theo mình. Không ngờ cậu nhóc vừa đi đến đã nghe được, Zatso thấy vô cùng tổn thương bỏ đi bị cảnh sát bắt giữ. Deadpool lấy lựu đạn của hắn rút chốt đưa hai người văng xuống núi tuyết. Cable nắm được cục đá, còn đầu Deadpool lại bị va vào đá, rồi rớt xuống vực băng bên dưới. Trong cơn mê mang, anh lại lần nữa trông thấy Vanessa, nhưng lại không thể đến gần được nàng. Lúc này người đẹp gợi ý những đứa trẻ cho chúng ta cơ hội, phải anh là bảo vệ đứa nhóc đó. Wade bừng tỉnh dậy leo lên bờ, tìm đến quán rượu nói rằng mình sẽ đi cứu Zatso. Weezer cho biết sắp tới bọn họ sẽ chuyển tù nhân đến một nhà tù siêu an ninh. Wade vạch ra kế hoạch gấp gáp, và điều đầu tiên là tập hợp một đội siêu chiến binh. Dĩ nhiên với năng lực dũng cảm của anh taxi, đã bị loại ngay từ vòng đỗ xe. Trong tù Zatso nhân lúc đám tù nhân đánh nhau, đã mang cơm đến cho quái vật Juggernaut dưới hầm. Cậu nói mình muốn cùng gã thành một đội xưng bá võ lâm. Deadpool và bạn thân bắt đầu tuyển thành viên, thu nạp một anh da đen có khả năng điều khiển điện tử, một cậu ốm nhom như xì ke tự xưng mình có thể nôn ra axit, và người tàng hình một người ngoài hành tinh đẹp trai khoai to mà anh có năng lực, đặc biệt là Domino một cô gái với siêu năng lực may mắn, và ông chú dâu Sổm Peter nộp đơn cho vui. Hôm sau cảnh sát chuyển tù nhân vào buồng giam trên xe, đoàn xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm mới, Cable bắt được Weezer, không cần một lời tra khảo nào, chỉ cần lau súng thôi, đã có được thông tin về kế hoạch của Wade. Sáng hôm sau, trực thăng chở đội của Poon đi giải cứu cậu bé, anh quyết định đặt tên đội ăn theo X-Men, nhưng phát triển hơn nhiều gọi là X-Force. Đến nơi, mọi người hào hứng nhảy dù xuống, tinh thần chính nghĩa sôi sục trong người Deadpool, nhưng còn chưa kịp làm gì Wade đã bị vướng lên bảng hiệu. Còn anh da đen đâm đầu vào xe buýt, ông chú tàng hình thì bị điện giật cho hiện hình, những người còn lại lần lượt chết hết, chỉ mỗi cô nàng may mắn là hạ cánh an toàn, đáp hẳn vào xe vận chuyển tù nhân. Người đẹp đá bay tên cảnh sát nắm quyền lái chiếc xe, Deadpool cướp một chiếc xe máy đuổi theo phía sau, Cable cũng xuất hiện từ trên cao, hắn lao người đuổi theo chiếc xe, sau đó bắn một phát súng chống tăng nhưng đấu không lại sự may mắn của Domino. Hắn bám lên xe tù, tháo một cánh cửa chui vào bên trong, đá từng buồng giam xuống để cản trở Wade, cô nàng may mắn bắn rơi bình oxy rơi cắt đuôi Cable, quả bom rơi ra làm nổ đứt nửa chiếc xe, Wade tông vào taxi lấy đà phóng lên xe, nhưng cái kết là sức bản mặt. Domino giao tay lái cho nữ thần may mắn, đi ra sau xe cầm chân Cable, Deadpool vừa đứng dậy thì bị cảnh sát đụng, anh chụp cây súng quay ngược lại bắn vào ông ta, sau đó dùng kiếm đâm vào chân ga, chổng mông lên lái xe. Cable đánh ngã Domino, nhưng cô nàng nhanh chóng đánh trả, nhảy lên trên kẹp cổ hắn. Vẫn kịp thời để Wade nhảy vào trong xe, cả hai lao đến vật lộn lạc đạn bắn chết tên bắt nạt trong buồng giam. Cable bắn ra viên đạn đầu tiên, anh dễ dàng dùng kiếm chém làm đôi. Sau đó múa loạn xạ để tránh mưa đạn kế tiếp, khiến cả người lủng lỗ khắp nơi. Sau đó Deadpool lại lao đến xin số hắn ta, chiếc xe bị mất phanh. Người đẹp may mắn lái xe đâm qua các tòa nhà giảm tốc độ lại, Zatso lúc này dùng con dao tự chế mở được buồng giam. Cậu nhóc đến thả quái vật ra, Juggernaut tung cú đấm làm rung chuyển một vùng đất, khiến cây cầu bị sụp đổ. Cable cầm súng bắn Zatso nhưng đã hụt, Poon thì ngã ngồi lên mặt hắn ta. Domino lại may mắn đáp trên chú gấu bông siêu to khổng lồ. Sau khi tỉnh lại, Deadpool thấy có gì đó sai sai, liền vặn lại cái đầu của mình, nhìn thấy cậu bé bước ra cùng Juggernaut, Deadpool hết lòng khuyên nhủ, nhưng cậu bé đéo quan tâm. Quái vật đi đến xe anh ra làm đuôi sau đó bỏ đi, cậu bé không quên trêu ghẹo Poon trước khi bỏ đi, nàng may mắn vác nửa thân trên của Wade về nhà bà lão mù. Tại đây chân anh bắt đầu mọc ra, Weezer chạy đến vô cùng bất ngờ với cái chân baby của Wade, anh taxi và Domino đến thăm ngỏ lời muốn tham gia bắt Cable. Nhưng Deadpool quyết định sẽ hành động một mình, đang nói xấu thì nhân vật được nói xấu xuất hiện sau lưng mọi người, tất cả đồng loạt chia súng về hắn. Lần này gã đến để nhờ Wade giúp đỡ, vì một mình hắn đấu không lại Juggernaut, Cable nói mình đến đây để khơi gợi cho Deadpool biết về tương lai. Đêm nay Zatso sẽ giết hiệu trưởng, tàn sát trại trẻ mồ côi và bắt đầu con đường giết chóc từ đó. Đồng cảm với nỗi đau mất mát từ Cable, và muốn cứu những đứa trẻ vô tội, anh quyết định sẽ giúp hắn với điều kiện Cable cũng phải cho Zatso một cơ hội. Anh dùng đôi chân em bé không mặc quần của mình đi đến chốt kèo với hắn. Anh taxi à, anh taxi ơi lại đưa Poon, Domino và Cable đến tìm sự trợ giúp từ Colossus. Trên đường đi còn không quên cãi cọ về chuyện của cậu bé Zatso. Đến lâu đài X-Men, Wade bật một bản nhạc cùng lời xin lỗi cực kỳ chân thành với Colossus, nhưng anh ta bịt tay không muốn nghe, cuối cùng Deadpool chỉ đành rời đi.
cậu bé Jasso và gã to con hung ác đã đến trường học dị nhân. Gã hiệu trưởng sơ tán trẻ em đi nơi khác, bên ngoài Deadpool và đồng đội vừa đến trường đào tạo dị nhân. Domino nhận ra đây là nơi cô đã lớn lên trong bạo hành. Mọi người lập tức lên nhạc hiên ngang đi vào trong, nhìn thấy Jasso hiệu trưởng liền bỏ chạy. Cậu bé làm nổ cửa xông vào trong, để Juggernaut ở bên ngoài ngăn đội của Way lại. Cây bồ bắn ra phát súng đánh bay quái vật, nhưng gã ác nhân không hề hấn gì. Gã đi đến giật mất cây súng của anh ta. Deadpool nhào lên cắm hai thanh kiếm vào cổ Juggernaut, hắn nhanh chóng đá văng cây bồ, rồi túm chân Way đập vào hàng rào rồi ném anh đi. Một thanh sắt xuyên qua đầu Pool, Domino trượt qua người gã vừa bắn vừa chạy. Bên trong cậu bé đã đuổi kịp hiệu trưởng, dùng lửa phá hoại khắp nơi. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Colossus đã xuất hiện, anh ta bế Deadpool lên. Hai người âu yếm như một cặp tình nhân, Pool nhà ta còn đòi trịch Colossus địch mở ảo thuật đấy. Sau đó người sắt rút thanh sắt ra, sau đó nhận phần đấu với Juggernaut. Anh lao nhanh đến đấm vào mặt tên quái vật, hắn ta tức giận xé toang hai tay áo, chụp lại cú đấm của Colossus bẻ gãy cổ tay anh, dùng đấm đấm, thiết đầu công. Còn có cả liên hoàn cước dẫm anh xuống mặt đất. Người thép bẻ gãy thanh sắt hàng rào đâm vào mặt hắn rồi chọc vào thằng em. Pool và cây bồ vào trong chiến đấu với đám nhân viên trong trường. Domino thì dễ dàng đột nhập vào trong, nhanh chóng đánh hết bọn nhân viên trong sự cổ vũ của những đứa trẻ. Bọn ác nhân bị ảnh hưởng bởi năng lực may mắn của cô nàng, tự động lăn đùng ra chết. Khi Domino muốn có một chiếc xe buýt để chở bọn trẻ, thì bên ngoài Juggernaut nhấc một chiếc ném vào. Jasso đang dùng sức mạnh chuẩn bị tấn công hiệu trưởng, khi cây bồ đến dùng khiên ngăn lửa, khiến mọi thứ sụp đổ, tên hiệu trưởng chạy trốn với cái tướng cực kỳ biến thái. Colossus vẫn đang cầm chân Juggernaut, anh cầm thanh sắt đánh nhưng không hề hấn gì đến gã, ngược lại hắn nhẹ nhàng tóm anh ném đi. Lúc này Negasonic và bạn gái cũng đã đến chi viện, tóc hồng dùng roi điện trói hai chân quái vật lại. Colossus từ trên vai hắn ngã xuống vô tình túm rách quần tên béo, sẵn tiện nhét sợi dây điện vào mông hắn. Negasonic dùng năng lượng bắn hắn rơi xuống bể nước. Bên trong cây bồ lao đến đè Jasso xuống đất, cậu nhóc phát ra năng lực làm bỏng tay anh ta. Deadpool chạy đến thứ cây bồ bị cậu nhóc phóng lửa đẩy hai người văng ra ngoài. Jasso bước ra với hai bàn tay rực lửa, năng lực được sử dụng ngày càng thành thục, liên tiếp phóng lửa về phía bọn họ. Wayne cố gắng thuyết phục cậu bé. Nếu Jasso giết hiệu trưởng anh khác nào trở thành ác nhân như cách mà lão muốn. Pool nói mình cũng từng bị bạo hành nên có thể hiểu được những nỗi đau của cậu, đồng thời cũng xin lỗi vì đã bỏ rơi Jasso. Anh tiến đến ôm lấy cậu bé nhưng Jasso đã không còn tin Wade, phát hỏa nướng khét anh đẩy ra ngoài. Deadpool vẫn không từ bỏ, anh đeo vòng kiểm soát sức mạnh vào cổ mình, mong sẽ đánh thức lòng trắc ẩn của cậu nhóc. Nhưng cậu bé đã hoàn toàn tha hóa, không hề dừng tay còn hét lên bộc lộ toàn bộ sức mạnh. Cây bồ không đợi được nữa, chạy đến bên cạnh cướp lấy súng trước khi cậu ta tiêu diệt mọi người, bắn ra viên đạn cuối cùng. Nhưng lúc này Deadpool đã chạy đến đỡ đạn cho Jasso, điều này làm cậu bé thức tỉnh. Chú gấu bông cháy đen bên cạnh cây bồ đã trắng sạch trở lại, nghĩa là tương lai đã được thay đổi. Wade ngăn cản Colossus tháo chiếc vòng cổ ra. Bây giờ anh mang cơ thể của người thường, lần này Wade có thể để mình đoàn tụ với Vanessa thật rồi. Anh bắt đầu chăn chối vài lời cuối cùng rồi ra đi, nhưng chợt nhớ lại một chuyện nên sống lại. Trao chiếc đồng hồ cho Domino, nói lời chia tay với Negasonic và em tóc hồng, và năn nỉ Colossus nói địch mợ vì mình. Sau đó gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình của Cable, cuối cùng là nắm tay Jasso. Dặn dò cậu nhóc sau này sẽ trở thành siêu anh hùng, sau đó hát thêm 6 câu vọng cổ nữa mới chịu chết. Trong giấc mơ anh gặp lại nàng thơ của mình, lần này không còn bức tường ngăn cách nào nữa, nàng đưa lấy cánh tay kéo anh vào bên trong. Anh nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ và âu yếm lấy nàng, sau đó nàng cảm thấy bất ổn sắp phải xa nhau. Người đẹp ôm lấy anh căn dặn, đừng phịch Colossus nhé. Nhưng ngay lúc này dòng thời gian trượt quay ngược trở lại. Bởi vì Cable đã dùng chút năng lượng quay về của mình để cứu Wade. Trước khi bước vào trại trẻ anh ta nhét đồng xu vào ngực Deadpool, nhờ đó đã ngăn cản được viên đạn, dù việc này sẽ làm Cable không thể trở về nữa. Nhưng vợ con anh đã an toàn, vì cậu nhóc vẫn thay đổi suy nghĩ lúc Wade hy sinh cứu cậu. Mọi người cùng nhau trở về, lão hiệu trưởng sợ họ quên mình nên chạy ra chửi bới, quả táo nhãn lồng bị anh taxi à taxi ơi lái xe đâm chết. Bọn họ giờ đây chính thức là một gia đình bên nhau. Cuối phim Negasonic sửa lại thiết bị du hành thời gian của Cable, Deadpool dùng nó Wade trở về ngày kỷ niệm. Phóng dao vào đầu gã trùm cứu được vợ mình, sau đó còn cứu cả Peter, thành viên không có năng lực của X-Force. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Bộ phim này thú vị đúng không các bạn? Nếu có anh hùng nào sống dai như đỉa thì chỉ của anh Pool nhạo mà thôi. Tuy vẻ bề ngoài vui vẻ nhưng trái tim anh là một con người chính nghĩa, luôn luôn trừng phạt những kẻ xấu trong phim. Lưu ý là chỉ có phim thôi nhé, hi hi. Vậy là cả hai phần phim đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.